Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Thủ tướng và mỏ núi pháo. Bài viết hôm nay do người buôn gió biên soạn quan chương trình bày. Kính thưa quý vị, núi pháo là một địa danh ở Thái Nguyên, nơi có trữ lượng quặng hiếm có, trữ lượng quặng Wolfram đến 21 triệu tấn, lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Trung Cộng. Và về Fluorite, có trữ lượng lớn nhất thế giới khoảng 19,2 triệu tấn. Và khi đưa vào khai thác mỏ này, có khả năng cung cấp 15% Wolfram, 20% Bismuth và 7% Fluorite. Đây là lượng cung cho toàn cầu. Thưa quý vị, Wolfram nếu kết hợp với lại Carbon sẽ trở thành chất liệu cứng thứ hai sau kim cương, dùng phổ biến trong ngành khoan dầu mỏ, dây tóc bóng đèn, công cụ máy, v.v. Và đây là hợp kim không có vật liệu thay thế. Trung Cộng hiện nắm tới 70% trữ lượng Wolfram toàn thế giới và cung cấp 85% sản lượng Wolfram toàn cầu. Và đó là lý do bất cứ một mỏ Wolfram lớn nào nằm ở ngoài Trung Cộng đều có ý nghĩa vô cùng lớn. Nhìn vào các số liệu thống kê và dễ dàng hình dung khi một chính khách nào nắm được mỏ núi pháo, hẳn sẽ có trọng lượng liên quan đến hệ quốc tế. Hầu hết những nhà độc tài ở Trung Á, Trung Phi hay là Trung Nam Mỹ đều nắm giữ những mỏ khoáng sản giá trị như là dầu mỏ, kim cương, v.v. Thông qua việc kiểm soát những mỏ này, thì những chính khách này tạo được thế lực của mình ở trong nước và ảnh hưởng tới quốc tế. Tập đoàn có tên là Masan đã trả công cho công ty bản Việt 100 triệu Mỹ Kim để công ty này làm tư vấn môi giới cho Masan thâu tóm mỏ núi pháo. Bản Việt là một cơ quan mà con gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nắm giữ. Mọi bước đi của Masan đều có bóng dáng của bản Việt dẫn đường, và không chỉ núi pháo mà còn nhiều thương vụ khác nữa. Như thế mỏ Masan khó mà không có ảnh hưởng của Nguyễn Tấn Dũng và chính khách hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Được biết vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 thì mỏ núi pháo bị báo chí tố cáo đã gây nhiễm ô trường trầm trọng và người dân biểu tình kêu cứu. Vào ngày 4 tháng 9 2015, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị hai côn đồ truy sát giữa ban ngày bởi vì những bài viết tố cáo sai phạm ở núi pháo. Và ngay lập tức, phe đối thủ của Nguyễn Tấn Dũng là Phạm Quang Nghị lên tiếng đòi làm rõ đầu đuôi, ngọn nguồn của việc nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị đánh. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi đã gọi đây là khủng bố dân chủ. Nhưng Thứ trưởng của Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn đã chặn họng Lợi bằng một lời cảnh báo rằng các nhà báo nên tránh xa những điểm nhạy cảm và nên có những lời nói kiềm chế. Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 8 tháng 9 2015, Trương Minh Tuấn cử phóng viên đến Thái Nguyên ép đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên là nơi mà Nguyễn Ngọc Quang công tác phải đưa ngay một bài báo ca ngợi thành công của Masan ở núi pháo. Hết lời. Kính thưa quý vị, vụ Nguyễn Ngọc Quang rơi vào im lặng. Âm mưu phanh phui từ vụ Quang bị đánh tới nguyên nhân ở mỏ núi pháo vẫn đến thao túng của Nguyễn Tấn Dũng, của phe Phạm Quang Nghị, của Hồ Quang Lợi không thành. Vào ngày 15 tháng 9 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay thế một số lãnh đạo Thái Nguyên. Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Giám đốc Kế hoạch Đầu tư, Chỉ huy Quân sự tỉnh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch tỉnh và Ủy viên Ban Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bằng một thủ thuật bổ nhiệm nhân sự, Nguyễn Tấn Dũng đã đưa quân của mình trấn giữ những chức trọng yếu ở Thái Nguyên. Và nhờ thế, núi pháo trở thành yên tĩnh. Nguyễn Tấn Dũng đã dẹp yên vụ núi pháo như là đã từng dẹp yên nhiều vụ khác lớn hơn, động chạm đến ông ta. Trên chính trường của Việt Nam hiện nay, Nguyễn Tấn Dũng là người có quyền lực nhất và nhiều người đặt hy vọng rằng Dũng sẽ có những thay đổi về chính sách đối ngoại cũng như là đối nội, cởi mở hơn, thông thoáng hơn. Và Nguyễn Tấn Dũng có thể sẽ là một Gorbachev của Việt Nam. Hy vọng đó không phải là vô cớ. Sự thực thì Nguyễn Tấn Dũng có những hành động, lời nói và quyết sách có chiều hướng cải cách thoáng hơn về đối ngoại cũng như là cải cách kinh tế trong nước. Tuy nhiên, nhiều người còn lo ngại hơn khi mà hình dáng độc tài tư bản quân phiệt ngày càng rõ hơn trong hình ảnh của Nguyễn Tấn Dũng. Một hình ảnh như kiểu độc tài xa Hoàng Nga như là kiểu Putin. Và với những điều kiện Putin có như là nắm tài nguyên khoáng sản, nắm quyền lực an ninh, quân đội và tham vọng quyền, tiền cũng thế. Và hy vọng Nguyễn Tấn Dũng trở thành một nhà cải cách dân chủ, tiến bộ thật là mong manh. Và nhất là khi yếu tố hội tụ như bây giờ,
không có mối lo nào khiến cho Nguyễn Tấn Dũng phải trở thành làm người tiến bộ, dân chủ cả. Và không có một lực đối trọng nào trong hàng ngũ chính khách của Việt Nam hay là trong nhân dân để Dũng phải e dè. Người tham tiền, quyền và có điều kiện như là Dũng chẳng có tội gì phải rũ bỏ cái mình có để trao cho đất nước sự tự do và dân chủ. Không phải những gì ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương nói là không có phần sự thật. Trong bài phát biểu hồi tháng 6 2015, ông Hoàng đã cảnh báo về nhóm lợi ích rằng đặc điểm của các nhóm lợi ích đó là có sự kết hợp cùng mục tiêu lợi ích, cùng hành động, cùng phân chia lợi ích giữa những người có nhiều tiền với những người có quyền lực trong nhà nước và trong đảng cầm quyền. Có tiền chuyển hóa thành có quyền lực, có quyền lực chuyển hóa thành có tiền. Người có tiền có quyền và người có quyền lực sẽ có tiền. Họ cùng nhau hành động để có quyền lực và có tiền ngày càng nhiều càng tốt. Đối chiếu với những gì ông Vũ Ngọc Hoàng phát biểu thì đó chính là hình ảnh của một tập đoàn Masan, Bản Việt và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và cứ như đà này thì tiên đoán của Vũ Ngọc Hoàng càng trở nên chính xác khi mà thực tiễn chứng minh rằng nhóm lợi ích ngày càng có quyền lực và có nhiều tiền hơn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Thủ tướng và mỏ núi pháo do blogger Người Biên Gió biên soạn quan chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.